tòa xét hỏi hơn 4.000 bị hại vụ địa ốc Alibaba. Sau 3 ngày thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm, hội đồng xét xử sẽ xem xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Sáng ngày 12 tháng 12, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm. Trong vụ án này, Luyện cùng Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc công ty Alibaba, em ruột Luyện và 18 đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, giám đốc công ty cổ phần Alibaba Law Firm, Nguyễn Thái Lực, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại địa ốc Xanh, em ruột Luyện, bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán trưởng công ty Alibaba, bị truy tố tội rửa tiền. Sau 3 ngày thẩm vấn, cựu chủ tịch Alibaba và hai đồng phạm, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này. Tòa bắt đầu xét hỏi hơn 4.000 bị hại. Do số lượng bị hại rất đông và phải xét hỏi thông qua đường truyền kết nối từ phòng xử án ra sân tòa, hội đồng xét xử thông báo nếu các luật sư muốn xét hỏi bị hại thì cần chú ý theo dõi diễn biến phiên xử. Theo đó, hội đồng xét xử sẽ xét hỏi từng bị hại theo từng dự án cụ thể. Khi hỏi xong, hội đồng xét xử sẽ không quay lại hỏi nữa. Về lý do con số bị hại chưa thống nhất, chủ tọa Trần Minh Châu cho biết do trong phần hồ sơ bị trùng số tiền, trùng tên bị hại, Tòa án Nhân dân TP.HCM với sự hỗ trợ của các chuyên gia đang nhập đúng với số liệu thực. Đối với những khách hàng mua sản phẩm dự án ma tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba nhưng chưa được cơ quan cảnh sát điều tra xác định là bị hại, khi thụ lý vụ án, hội đồng xét xử vẫn nhận đơn nếu có phiếu thu, hợp đồng, tài liệu và các giấy tờ, chứng cứ kèm theo. Hội đồng xét xử sẽ lập danh sách để xem xét khi xét xử nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại. Nguyễn Thái Luyện kêu oan, khẳng định không lừa đảo. Trước đó trả lời thẩm vấn hội đồng xét xử, Nguyễn Thái Luyện kêu oan, khẳng định bản thân không lừa đảo. Bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật. Theo Nguyễn Thái Luyện, cáo trạng truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của người khác là không đúng. Công ty tôi kinh doanh công khai, minh bạch, tôi vận dụng luật đất đai, luật dân sự, luật kinh doanh bất động sản và quy định tách thửa để tôi mua đất. Những điều này cũng được tôi xuất bản trong vài trăm cuốn sách, cẩm nang tôi đào tạo và chia sẻ cho nhân viên và khách hàng, Luyện nói. Về việc xin dự án để phân lô, bán nền, Luyện nói rằng bản thân đã vận dụng luật đất đai. Theo luật đất đai, người có quyền sử dụng đất được quyền đầu tư để làm tăng giá trị của đất theo đúng quy hoạch của lô đất. Những lô đất tôi mua là có đất ở và hiện hữu đất ở tôi mua để làm dự án, Luyện khai. Ngoài ra, Nguyễn Thái Luyện cho rằng có vài trăm nghìn người đã ký kết hợp đồng với Alibaba. Trung bình mỗi tháng công ty này bán từ 1.500 đến 2.000 sản phẩm, có những sản phẩm 2 đến 3 người đồng sở hữu. Do vậy, số người mua đất phải nhiều hơn rất nhiều so với con số khoảng 4.500 người mà cáo trạng nêu. Bị cáo Luyện cũng cho rằng có rất nhiều tài liệu chứng minh số đất nông nghiệp mà bị cáo tách thửa thuộc sở hữu của công ty Alibaba. Đất là tài sản của toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý, để tách thửa đất nông nghiệp chúng tôi không thể làm được mà phải thông qua cơ quan chức năng đồng ý. Cựu chủ tịch Alibaba nói và khẳng định việc công ty Alibaba mua đất nông nghiệp sau đó tách thửa, phân lô đều là công khai, minh bạch. Tại tòa, các bị cáo là thuộc cấp của Luyện mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì không biết mình vi phạm pháp luật. Do tin tưởng vào Nguyễn Thái Luyện và thực hiện theo chỉ đạo của Luyện, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo khai đã vay mượn ngân hàng, bạn bè, cha mẹ để mua dự án của Alibaba. Theo cáo buộc, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người. Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp đặc biệt lớn, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới trướng chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã làm việc với 4.065 khách hàng, tương đương với số tiền hơn 2.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Thưa quý vị, mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng hiện ở chợ Hoa Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện bày bán đào Nhật Tân, phục vụ nhu cầu chơi đào Tết sớm của người dân. Giá đào dao động từ vài trăm nghìn hoặc đến vài triệu đồng. Theo đó, nhiều tiểu thương đã bắt đầu giao bán đào Nhật Tân Tết dọc chợ Hoa Quảng An của quận Tây Hồ. Vì là đào sớm nên giá bán khá cao, dao động từ 100 đến 500 nghìn đồng một cành.
Những cành đào loại nhỏ có giá từ 150.000 đến 300.000 đồng được ưa chuộng hơn cả. Thậm chí, nhiều tiểu thương cũng giao bán cành to nhiều nụ với giá lên tới cả triệu đồng. Theo người dân cho biết, đào chỉ mới xuất hiện, được bày bán từ một tuần, nhưng đã có rất nhiều người đến mua và thường lựa chọn những cành giá vừa phải. Ngoài đào Nhật Tân, những cành lê rừng mận được đưa từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang về thủ đô cũng được bán tại đây. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ khác nhau của từng cành. Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhưng nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bày bán hoa đào. Hoa đào được bán với giá cao, chưa đẹp như chính vụ. Tuy nhiên nhiều người dân Hà Nội đã xuống tiền mua hoa đào, lê rừng về chơi Tết sớm, ghi nhận của phóng viên. Những ngày này, tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, rất nhiều cành đào Nhật Tân đã được tiểu thương bày bán, phục vụ cho người dân chơi Tết sớm. Chị Nguyễn Thùy Dương ở quận Cầu Giấy, sau khi tham khảo, đã chọn được cành đào ưng ý để về chơi trước Tết. Năm nào cũng thế, cứ đến cái tầm tháng 11 để đầu tháng là chị đã chọn hoa đào rồi. Nói chung đào nó là truyền thống của mình ấy, nên là chị cũng muốn kiểu như dâng hương lên sớm cụ ấy. Đấy. Còn nói chung hoa đào đây cứ như những bông đào mà nở kép như này này, là chị sẽ chọn mua này. Và nhiều nụ này chắc chắn là chị sẽ chọn mua. Chị thấy đào năm nay giá cao mà. Đầu mùa bình thường mọi năm chị mua cành này được khoảng tầm 200 thôi, nhưng năm nay là 300 hơn. Thì nói chung giá cao hơn, giá cả cao hơn. Những cành đào sớm không đẹp rực rỡ, nhưng khiến người dân đi qua cảm thấy không khí Tết đang về. Theo quan sát, đào được bán chủ yếu là cành, trong đó bích đào được bày bán nhiều hơn đào phai. Những cành đào nhỏ được bán với giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Cành đào to được bán với giá từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đào như bây giờ này là hơi đắt. Ví dụ như một cành này là khoảng 100, 150. Con này, nhưng mà mình cái ý thích của mình chơi thì mình cứ thích thôi, nó không ngại về giá cả. Những tiểu thương bán đào trước cổng chợ hoa Quảng An cho biết, hoa đào mới được đem bán cách đây không lâu. Đây là những cành đào phục vụ người dân chơi Noel, Tết Dương lịch 2023. Như này bán đào bán thờ rất là dễ, còn có cái đào to hơn thì người ta sẽ để bày những cái ban to. Thì cũng nhiều người thích to, bò nhỏ tùy theo cái ban và cái lọ của người ta. Tùy theo mỗi nhà rộng thì người ta cắm cành to. Còn ban thờ vừa xinh xinh thì cắm cành là xinh quá rồi. Ngoài đào Nhật Tân, xung quanh khu vực chợ hoa Quảng An, từ nhiều ngày qua cũng rất nhiều tiểu thương bày bán các loại hoa như hoa lê rừng, hoa mận. Với vẻ đẹp hoang dã, chơi được lâu ngày, các loại hoa rừng này được nhiều người ưa chuộng. Mình bán cho khách hàng là toàn khách cũ là nhiều, còn khách nạ thì là thi thoảng là chợ hoa này thì có khách nạ, người ta khách tỉnh người ta cũng mua, thế nhưng mà đa số là giờ khách quen là nhiều. Còn để mà bán khách nạ thì phải từ tháng 12 đổ đi, vì chợ hoa người ta về đây mua hàng rất là đông các loại hoa đấy, nên là khách nạ lên đây rất là đông từ đầu tháng 12. Còn tầm giờ là chỉ bán cho khách quen để duy trì lượng hàng mình ra vào và để mình về những cái số lượng hàng nhất định để mình cho nó phù hợp thời điểm này bán nó sớm ấy. Tuy chưa vào cao điểm của các loại hoa đào, lê, mận để phục vụ Tết, nhưng thị trường này đã khá nhộn nhịp để phục vụ nhu cầu của người chơi hoa. Với mức giá đầu mùa không hề rẻ, nhưng những loài hoa này vẫn được rất nhiều người dân thủ đô săn đón. Trước thềm Giáng sinh năm nay, thị trường cây thông tươi nhập khẩu Hà Nội hút khách với xuất xứ từ nhiều nước, giá bán đa dạng tùy kích thước. Nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để có thể có một cây thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch, Trung Quốc hay Nga để trang trí cho ngôi nhà của mình. Tại một cửa hàng bán hoa tươi ở Hà Nội, cây thông tươi nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch đang được bán với giá từ 5 triệu cho tới 15 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chưa tính tiền trang trí. Ngoài đèn trang trí, từng cây thông sẽ được tặng theo trái châu cao cấp đặc biệt cùng ri băng, giấy gói quà nhập khẩu để tổng thể được đẹp và đặc biệt. Bắt đầu từ sớm, năm nay mọi người chơi thông sớm hơn. Từ khoảng tháng 11 đã có khá nhiều người hỏi rồi. Còn khi mà khách hàng đặt mua thì bắt đầu từ khoảng ngày 19-20 đến ngày 30 tháng 11 thì là cái thời gian mà khách hàng đặt nhiều nhất. Và cái số lượng cây mà khách hàng đã đặt thì năm nay so với năm ngoái thì hiện tại bây giờ khách hàng đã nhận được khoảng gần 100 cây, là những cây đã có đơn đặt hàng.
với chiều cao là từ 1m cho đến 7m thì giá dao động trong khoảng là từ 3.700.000 cho đến 160 triệu. Ngoài cây thông tươi nguyên gốc, những cành thông lẻ cắm theo giỏ, theo lẵng cũng được ưa chuộng, được cắm từ cành thông tươi, trang trí theo phong cách Hàn Quốc hoặc châu Âu. Với giá thành dưới 3 triệu đồng một giỏ cũng được khách hàng tìm kiếm. Hiện tại bây giờ mình cũng vừa mới trả xong đơn hàng sáng nay, nó tầm vào 5 bài giỏ, cái đơn hàng nó cũng tầm 2 đến 3 triệu. Đấy, vì tính chất mọi người ấy, là tiếp nhận cái mới nên cái thông đông mạch này nó đã được thị trường rất ưa chuộng. Nên khách cũng ưng vì độ bền nó cũng cao ấy. Với số lượng cây của Gen thì kích thước nó từ 80 đến 3 mét thì nó rơi vào từ 8 đến 9 cây rồi. Còn các cái số lượng, nó thực ra thì còn cái số lượng các cành thì to nhận có, nhỏ có, nó đi rất đơn rất nhiều rồi. Ngoài thông tươi thì tùng thơm cũng là một lựa chọn cho khách hàng trong mùa Giáng sinh năm nay. Những loại cây này đều có đặc điểm chung là tươi lâu từ 5 đến 7 tuần, có mùi thơm đặc trưng, cành khỏe, có thể trang trí theo nhiều phong cách. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định tạm cấp 22,125 tỷ đồng cho 5 quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ. Theo quyết định, kinh phí tạm cấp lấy từ nguồn điều hành tập trung đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận trên có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ năm 2022. Trường hợp sử dụng không hết, Ủy ban Nhân dân các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các quận nói trên có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí lập các đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ năm 2022. Trước đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất tạm cấp gần 128 tỷ đồng từ ngân sách để các quận huyện kiểm định chung cư cũ. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn điều hành tập trung ngân sách thành phố năm 2022. Mới đây, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đã chia sẻ về nhu cầu thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho 7 triệu người lao động đang làm việc tại 385 khu công nghiệp ở 61 tỉnh thành. Đáng chú ý, theo viện này, tại các khu công nghiệp tập trung nên có trung tâm y tế khu công nghiệp để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động, cung ứng các dịch vụ y tế lao động cơ bản. Nhu cầu thực tế về chăm sóc sức khỏe của người lao động là rất lớn để phát hiện sớm các bất thường sức khỏe phát sinh trong quá trình lao động. Người lao động tại các khu công nghiệp đa số là người trẻ, làm việc theo ca kíp, không thuận tiện cho việc đi khám sức khỏe, thậm chí là không thông thuộc địa bàn để đi khám bệnh do từ nơi khác đến. Vì thế, khi có biểu hiện về vấn đề sức khỏe, người lao động đa số tự điều trị theo thói quen, theo truyền miệng từ đồng nghiệp. Chỉ khi bệnh nặng lên mới đến khám tại các cơ sở y tế. Hiện các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, dù tập trung đông công nhân, nhưng hệ thống tổ chức các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lại rất ít, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của công nhân lao động. Qua khảo sát các mô hình y tế tại các khu công nghiệp trên thế giới, cũng như trước đây, ở Việt Nam, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thấy rằng tại các khu công nghiệp tập trung nên có trung tâm y tế khu công nghiệp với mục đích chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động, cung ứng các dịch vụ y tế lao động cơ bản. Mô hình này sẽ có sự chủ động để triển khai ngay các biện pháp xử trí khi có ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người lao động, dự phòng và phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp, bên cạnh đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho công nhân. Thưa quý vị và các bạn, một nền tảng trực tuyến cho bệnh nhân hiểm nghèo nhằm cung cấp dịch vụ quản lý, phát triển cộng đồng tương trợ vì bệnh nhân hiểm nghèo trên toàn lãnh thổ Việt Nam vừa đi vào hoạt động. Nền tảng hỗ trợ trực tuyến này có tên gọi là Ô Xanh. Ô Xanh ra đời với tầm nhìn sứ mệnh kiến tạo một cộng đồng tương trợ lẫn nhau vì bệnh hiểm nghèo. Với tinh thần lấy số đông, những người có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo, bù số ít, những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ô Xanh hoạt động trên nguyên tắc minh bạch. Mỗi thành viên tham gia được cấp một tài khoản để theo dõi, quản lý phí thành viên của mình và nhận thông tin về các hoạt động tương trợ cho cộng đồng. Các thành viên tham gia cộng đồng được đảm bảo mức tương trợ theo quy ước và cam kết nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ý nghĩa hơn nữa, các thành viên hiểu rằng mỗi tài khoản Ô Xanh của mình đều trích ra một khoản tối đa 1% hỗ trợ các thành viên khác trong cộng đồng không may mắc bệnh hiểm nghèo. Khi các thành viên càng đông thì ý nghĩa nhân văn của cộng đồng Ô Xanh sẽ càng lớn. Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 12, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề
các tiến bộ mới trong quản lý và điều trị bệnh lý tiêu hóa và gan mật. Tại đây, các chuyên gia cho biết việc tăng tỷ lệ phát hiện ca mắc u tuyến trong đại tràng lên 1% sẽ giúp bệnh nhân giảm 3% tiến triển thành ung thư đại tràng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa và ứng dụng các phần mềm quản lý bệnh nhân được coi là xu thế tất yếu và mang đến những kết quả đột phá. Hiện nay, tỷ lệ bỏ sót polyp đại tràng trên thế giới đang dao động từ 20 đến 47%. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa không chỉ phù hợp với xu thế chuyển đổi số, sử dụng công nghệ y tế 4.0 hiện nay, mà còn là hướng đi cần thiết bởi những lợi ích to lớn như góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện, tránh bỏ sót tổn thương cũng như tiết kiệm nguồn lực y tế còn đang thiếu hụt. Trí tuệ nhân tạo AI sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc của bác sĩ nội soi. Hệ thống nội soi hiện đại được tích hợp công nghệ AI đang tạo ra những bước đột phá trên khắp các lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành y tế. Chúng ta biết là các bệnh nhân viêm ruột thừa thì xưa nay chúng ta chỉ mổ thôi. Nhưng mà đối với chúng tôi hiện nay là chúng tôi can thiệp qua nội soi và đạt một cái tỷ lệ thành công rất là tốt. Bên cạnh đó thì có một số cái khối u dưới các cái dưới niêm mạc của đường tiêu hóa như u thực quản, u dạ dày thì chúng tôi cũng đã phát triển những kỹ thuật mà có thể lấy nó ra khác với các cái kỹ thuật thông thường mà trên thế giới hiện nay đang.